Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị đến với chương trình Tức Đất Tức Vàng ngày hôm nay và sự trở lại của anh Kevin Huỳnh. Chào anh Kevin. Kevin chào quý vị khán giả của Đài Ven TV. Em kính chào chị Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, chương trình Tức Đất Tức Vàng với anh Kevin Huỳnh và anh Bình Trần. Tuy nhiên ngày hôm nay anh Bình đang đi công tác ở xa, cho nên anh Kevin vẫn giống như là lời hẹn trở lại để mà thưa với quý vị những cái điều rất là cần thiết trong lĩnh vực địa ốc. Anh Kevin, Vân Anh được biết là mùa hè sắp tới rồi, thì những người làm việc trong lĩnh vực địa ốc, trong đó có anh Kevin, rất là bận rộn phải không anh? Thì thường thường mùa hè là cái thời gian bận nhất của các người viên mùa địa ốc. Vì mua nhiều phải không anh? Thì mua nhiều, mua nhiều. Người ta thường thường cái mùa này người ta hay đổi nhà, lý do vì sao phải mua, phải đổi. Thì con của người ta thì thường đi học. Rồi trước khi mà kịp cái giờ đi học á, người ta phải bắt đầu mua bán để cho kịp dọn vô trước trường khi mới. Học. Vâng, thưa quý vị, anh Kevin Huỳnh thưa với chúng ta rằng cái mùa hè là cái mùa mà người ta mua nhà nhiều nhất, vì ai cũng muốn làm sao để kịp cho các em vào cái mùa khai giảng, khi mà các em đi vào cái ngôi trường mới, khi mà có trường mới phải không anh? Như vậy thì người mua thì nhiều, nhưng mà người bán nhà, tức là người listing, có nhiều không anh? Cho cái thời gian gần đây, cái listing thì nó khó khăn chút xíu, thì ít nhà quá. Nhưng mà ít thì cũng ít, nhưng mà mùa hè thì nhiều hơn cái mùa khác. Như vậy thì những người mua nhà trong cái mùa hè này thì sẽ phải khó khăn hơn là những tháng mùa đông phải không anh? Thì mùa hè thì mình biết rồi, nhiều người mua mà ít người bán thì nó sẽ cái sự mà mua được cái nhà mà mùa hè thì rất là khó hơn mùa đông. Dạ vâng. Thưa quý vị, tuy nhiên khó gì thì khó, anh Kevin Huỳnh chắc chắn là sẽ giúp đỡ cho quý vị với bất cứ trường hợp nào khó nhất phải không quý vị? Đúng, thì một người địa ốc là phải cố gắng, phải làm sao là kiếm được cho cái nhà cho cái người buyer của mình. Dạ vâng. Vâng, cho nên khi mà quý vị cần mua một căn nhà, xin quý vị gọi ngay cho anh Kevin Huỳnh mà chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Kevin Huỳnh sẽ gửi đến chúng ta một cái đề tài, đó là home inspection. Dạ đúng rồi. Anh có thể giải thích home inspection là như thế nào? Nói gọn là home inspection là mình muốn một người inspector lại mình khám phá một cái nhà có bị hư hao gì không. Đó là trong một mình mua căn nhà mình phải làm cái điều đó lần đầu tiên. Và cái tới cái giai đoạn mà home inspection đó, tức là nó đã tới cái giai đoạn như thế nào rồi anh có thể nói vài cái step trước khi mà home inspection? Thì trước khi mà mình tới cái step này thì mình phải giúp người khách mình kiếm một căn nhà trước. Rồi kiếm căn nhà mà người khách mình đã thích rồi thì mình phải viết một cái hợp đồng gửi vô cho người seller để người ta make sure mình có trả đúng giá không, thì là sao. Nếu mà sau khi người seller đồng ý cái giá cả của mình thì mình sẽ mở escrow. Thì trong escrow nó cũng có nhiều chi tiết lắm. Thì bữa nay thì mình sẽ nói về inspection. Thì sau escrow đó thì mình phải làm là kêu khách mình là phải mướn một inspector để lại xét cái nhà của nó có bị hư hao hay không. Thì investment lớn mình phải bỏ cái tiền. Và cái giai đoạn này rất là quan trọng. Dạ đúng. Và cái người mua nhà phải trả chi phí cho cái home inspection này. Dạ đúng rồi. Và anh sẽ giúp người khách hàng, người mua nhà kiếm một cái người home inspection hay là người mua nhà tự chọn lựa theo ý thích thì, của mình? Nếu mà thường thường á là Kevin có một cái group, mình sẽ recommend cho các người khách của mình để mình xài người đó. Và tới cái giai đoạn mà cần home inspection, tức là chúng ta đã gần xong cái giai đoạn mua nhà là phải không? Cái đó là giai đoạn đầu tiên. Còn rất là dài. Con đường còn rất là dài. Và cái việc mà home inspection rất là quan trọng, thưa quý vị. Nhiều khi anh Kevin dẫn mình đi coi 8 căn nhà rồi. Mà bây giờ Vân Anh thích cái căn nhà này rồi. Mình vô mình thấy rất là đẹp đẽ, không có cái gì sai cả. Tuy nhiên vì chúng ta nhìn với con mắt thường phải không anh? Những người inspector này là những người chuyên viên rồi. Họ nhìn vào họ sẽ biết là nó hư ở chỗ nào, nó có những cái khuyết điểm ở chỗ nào phải không anh? Cái lợi khi mà mình có người inspector là như thế nào anh? Thì thường thường cái inspector đó sẽ loại nhà, nhà mà mình sẽ mua, sẽ do a general inspection, miễn là làm khám phá hết luôn cái nhà, ví dụ nước rồi về cửa sổ rồi thì vân vân gì đó. Thì mình là người
mình không có biết về cái đó nhiều, rồi mình không có nói được nha. Và khi mà có những cái lỗi đó rồi, khi mà người inspector cho chúng ta biết rồi, thì cũng giúp cho chúng ta có thể thương lượng lại với người chủ nhà để có thể bớt cho mình được không anh? Thì nó có hai vấn đề. Vấn đề đầu là mình make a big investment, mình mua nhà mất tiền thì mình phải phải bảo vệ cái đó. Thí dụ mình kiếm được cái gì đó mà thiệt hại cho mình có thể một là back out, mình không mua. Mình vẫn có thể back out không mua trong cái giai đoạn đó. Mình có bị mất tiền gì không anh? Mình chưa đặt cọc gì hết hả anh? Mình có đặt cọc nhưng mình có thể lấy lại được. Và nhưng mà cái tiền inspection sẽ không lấy lại được. Rồi cái vấn đề số 2 thì thí dụ mà mình thích căn nhà, mình kiếm inspection, mình làm inspection và mình sẽ kiếm được một cái món gì đó trong cái nhà nó bị hư nặng. Thí dụ cửa sổ nó bị bể hay là cái gì đó, thì mình sẽ có thể xin credit lại cho người seller, nó sẽ cho mình lại xíu tiền để mình sửa. Hay là người or mình có thể kêu người bán sửa giùm tôi đi, tôi mất công tôi muốn sửa, có thể vậy rồi. Đúng rồi, đó là một cái sự thương lượng và bảo vệ quyền lợi chúng ta. Thưa quý vị, một lần nữa, khi chúng ta mua nhà, đến giai đoạn mà home inspection là cái giai đoạn mà không thể nào mà chúng ta bỏ qua được. Trong kinh nghiệm làm việc của anh có thấy khách hàng nào mà họ bỏ qua cái giai đoạn này không anh? Cũng có chị. Thường khách hàng mà đi đầu tư mà mua tiền mặt á, thì mấy khách hàng đó thì người ta đã khám phá cái nhà đó rồi, chấp nhận cái giá thì cái giá phải thấp hơn chút xíu. Thì lúc đó thì nếu người ta làm thì sẽ mất tiền inspection mà không được lợi, sợ không cần. Dạ vâng. Và thưa quý vị, nói tóm lại, trước khi quý vị mua nhà thì trong chương trình Tất Đất Tất Vàng, lúc nào anh Kevin Huỳnh cũng như là anh Bình Trần đều nói là quý vị gọi cho anh Bình Trần trước để xem là chúng ta có tiền không để mua nhà hay không, phải không anh? Có tiền và có qualify cho căn nhà này hay không? Đúng rồi. Và tại vì anh Bình Trần là chuyên viên cho mượn tiền mua nhà, thì khi mà anh Bình đã xem xét và đã cho chúng ta biết là chúng ta qualify để mà mua căn nhà này, thì anh Kevin sẽ giúp cho quý vị xem căn nhà. Và khi quý vị mà đã bằng lòng với căn nhà đó rồi và tới cái giai đoạn home inspection, thì anh Kevin vẫn giúp đỡ để cho mình tìm được một người inspector thật là đúng, phải không anh? Dạ đúng, dạ dạ dạ. Dạ vâng. Và thưa quý vị, tới đây thì chúng tôi xin chúc cho quý vị sẽ mua được một căn nhà như là ý muốn, như là anh Kevin Huỳnh vừa mới chia sẻ với chúng ta. Mùa hè này là cái mùa mà người ta mua nhà rất là nhiều. Hôm nay bên anh thấy là anh Kevin rất là bận rộn. Có rất là nhiều người gọi cho anh Kevin. Và thưa quý vị, một lần nữa bên anh rất là vui được giới thiệu anh Kevin Huỳnh đến với cộng đồng người Việt của chúng ta. Anh là một người rất là trẻ tuổi, người Việt Nam, và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực địa ốc của anh rất là dày dặn. Và cái quan trọng, anh là một người chuyên viên rất là tận tâm và kiên nhẫn với khách hàng, phải không anh? Dạ đúng, dạ. Có khi nào mà những người khách hàng của anh trở thành bạn của anh không? Đa số thì nói thì khách đó, thì mình rất là khúc, mình giúp người ta đó, thì mình rất là bỏ cái tâm mình vô. Đúng rồi. Để mình làm rồi sau này mình cũng vẫn liên lạc, hỏi thăm người ta. Sau khi mình bán nhà xong cũng bận phận rất nhiều, mình phải phải feedback, phải catch up người ta. Đó là lý do mà Vân Anh được biết, thưa quý vị, anh Kevin Huỳnh có rất là nhiều những khách hàng và được giới thiệu từ những người khách hàng trước đến với anh rất là nhiều, và đó là sự thành công của anh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong chương trình Tất Đất và Tất Vàng ngày hôm nay. Cảm ơn anh Kevin. Em cảm ơn chị Vân Anh.